Duy Khang và Thi Nhung xin kính chào quý khán giả của Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh. Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thi Nhung. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là một bản tin có liên quan đến thời tiết cho biết. Do ảnh hưởng của cơn bão mạnh có tên quốc tế là Drami tại Nhật Bản, hàng loạt chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật và từ Nhật đến Việt Nam trong ngày 30 tháng 9 đã bị hoãn và hủy chuyến. Do ảnh hưởng của cơn bão mạnh có tên quốc tế là Drami tại Nhật Bản và sân bay Osaka thông báo đóng cửa một số phi đạo từ 11 giờ sáng ngày 30 tháng 9 cho đến 6 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm nay. Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines cho biết sẽ phải điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến và đi từ các sân bay Nhật Bản trong thời gian này để bảo đảm an toàn. Trước đó, ngày 4 tháng 9, siêu bão Jebi đổ bộ vào phía tây Nhật Bản. Phi trường quốc tế Kansai đã bị ngập nước, buộc phải đóng cửa, dẫn đến hàng loạt chuyến bay giữa Việt Nam và Osaka phải ngừng khai thác một thời gian. Đến ngày 18 tháng 9, Vietnam Airlines mở lại đường bay giữa thành phố Sài Gòn và Osaka với tần suất là một chuyến một ngày. Còn Jetstar Pacific thì cho đến ngày 21 tháng 9 mới khai thác trở lại các chuyến bay giữa Hà Nội Osaka và Đà Nẵng Osaka. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến việc Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam đang thẩm tra dự thảo nghị định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến trẻ em. Theo Điều 6 của dự thảo, nghị định về vi phạm quy định về trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ sẽ bị phạt tiền từ 5 cho đến 10 triệu đồng. Đối với các hành vi như bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân, bắt sống ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm, hoặc thực hiện các hình thức đối xử tồi tệ với các đối tượng bảo trợ xã hội. Ngoài ra, phạt tiền từ 20 cho đến 25 triệu đồng đối với hành vi bóc lột sức lao động trẻ em, bắt trẻ em lao động trước tuổi, quá thời hạn, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, hoặc làm việc ở nơi mất an ninh trật tự, có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển của trẻ em. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng đưa ra mức phạt tiền từ 10 cho đến 15 triệu đồng đối với hành vi bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn có hại cho trẻ em. Sài Gòn tạm ngưng thêm 2 tuyến xe bus vì vắng khách. Chỉ trong vòng 2 tháng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Sài Gòn đã tạm ngưng 4 tuyến xe bus, dù trước đó đã kiến nghị thành phố tăng thêm 330 tỷ đồng tiền trợ giá xe bus. Sở Giao thông Vận tải thành phố Sài Gòn đã vừa quyết định tạm ngưng hoạt động 2 tuyến xe bus vì nhu cầu đi lại trên tuyến này rất thấp và không bảo đảm chi phí để duy trì hoạt động tuyến. Theo đó, tuyến xe số 37 đi từ cảng quận 4 đến Nhân Đức do Hợp tác xã Vận tải số 26 đảm nhận và tuyến số 60 bến xe An Sương, khu công nghiệp Lê Minh Xuân do Công ty Vận tải 19 tháng 5 đảm nhận sẽ chính thức tạm ngưng hoạt động từ ngày 1 tháng 10. Trong tháng 8 năm nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng đã quyết định tạm ngưng 2 tuyến xe bus số 149, công viên 23 tháng 9, Tân Phú, bến xe An Sương do Công ty Vận tải Liên tỉnh và Du lịch Việt Thắng, cùng với tuyến số 40 ở bến xe Miền Đông, bến xe Ngã Tư Ga do Công ty Vận tải Đông Nam đảm nhận vì lượng khách đi lại thấp và không đủ chi phí hoạt động. Trong khi đó, thì hàng trăm mét đường tại khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y đã được sử dụng trong thời gian ngắn thì giờ nay đã hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng và ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã kết luận đường hư do mưa gây ra. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kon Tum đã cho biết đã kiểm tra đánh giá hiện trạng hư hỏng sạt lở đường giao thông tại khu kinh tế ở cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Có 3 tuyến đường tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặt đường, hệ thống thoát nước, cây xanh đã bị sụt lún. Các tuyến đường này mới chỉ được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015. Riêng tuyến đường D8 thì mới chỉ đưa vào sử dụng từ tháng 4 năm 2017. Có rất ít phương tiện giao thông đi qua các tuyến đường này. Xung quanh các tuyến đường này chỉ có vài hộ dân sinh sống. Theo một người dân tại đây thì các tuyến đường đã bị sạt lở, hư hỏng khoảng hơn một tháng trở lại đây. Đây là những công trình nằm trong 52 dự án được tỉnh Kon Tum đầu tư về giao thông, điện nước, khu kiểm soát, cửa khẩu thực hiện trong 5 năm, với tổng vốn giải ngân hơn 1.400 tỷ đồng.
Thưa quý vị, cây thông dài hàng chục mét đã bất ngờ bật gốc, cây gãy chắn ngang đường đèo Brent tại thành phố Đà Lạt khiến cho dòng xe bị kẹt và kéo dài nhiều km. Ngày 28 tháng 9, sau cơn mưa lớn, cây thông 20 năm tuổi trên đèo Brent ở Đà Lạt, Lâm Đồng, đoạn cách thác Dantala khoảng 1 km đã bất ngờ bật gốc và ngã ngang đường. Rất may vào lúc đó trời vắng nên không có ai bị thương. Tuy nhiên, cây thông dài hàng chục mét nằm chắn ngang đường khiến cho giao thông qua lại nơi đây bị tắc nghẽn hàng cây số. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Công an thành phố Đà Lạt đã chặn khu vực đầu và ở dưới chân đèo để hướng dẫn các xe chạy theo hướng đường đèo Mimosa. Hơn 2 giờ sau, công nhân của công trình đô thị Đà Lạt đã có mặt để cắt cây, dọn dẹp hiện trường và giải tỏa kẹt xe. Được biết, cơn mưa lớn chiều cùng ngày cũng đã làm 4 cây thông tại khu vực đèo Tà Nung và trên đường Đống Đa bị bật gốc. Nguy cơ thiếu an toàn hàng không do phi đạo Tân Sơn Nhất xuống cấp. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 9, thì Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất Nguyễn Nam Tiến đã cho biết đơn vị đã bố trí người kiểm tra 2 đường băng định kỳ 6 lần mỗi ngày. Khi phát hiện bất thường thì sẽ trám và vá ngay để bảo đảm an toàn khai thác. Phó Cục trưởng Hàng không Võ Huy Cường cho biết thêm, việc sửa chữa, trám vá đối với các hư hỏng nhỏ thường được làm vào ban đêm, cần khoảng 4 cho đến 6 tiếng sau khi trám vá để các vị trí này có thể khai thác tiếp tục. Hiện mỗi ngày, Tân Sơn Nhất đón khoảng 600 chuyến bay đi và đến. Dịp cao điểm, con số có thể lên đến 800. So với năm 2010, Tân Sơn Nhất có 32 lượt chuyến bay mỗi giờ, thì năm 2017 đã tăng trung bình 44 chuyến bay mỗi giờ. Do khai thác vượt tần suất, thiết kế, đường băng của sân bay Tân Sơn Nhất đã xuất hiện nhiều hư hỏng rạn nứt, mặt đường bê tông nhựa bị biến dạng, hằn vệt bánh xe theo vệt lăn của càng máy bay. Tổng công ty Cảng Hàng không, đơn vị quản lý khai thác sân bay đã nhiều lần kiến nghị cần sửa chữa tổng thể đường băng sân bay này. Bản tin tiếp theo được đánh ly từ Quảng Nam. Thưa quý vị, mỗi năm có hơn 100 người dân ở xã Thuần Nông Đại Cường tham gia hiến máu nhân đạo. Xã Đại Cường nằm bên sông Thu Bồn và sông Quảng Huế, đoạn chảy qua huyện Đại Lộc ở tỉnh Quảng Nam. Là xã Thuần Nông nên cuộc sống của nhiều người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Song vùng đất nghèo và hay hứng chịu lũ lụt này lại nổi tiếng nhờ có nhiều người dân sẵn sàng hiến máu nhân đạo. Trước năm 2005, việc hiến máu là điều xa lạ đối với người dân xã Đại Cường, bởi họ có chung tâm lý là lo ngại hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Có người còn cho rằng sau khi cho máu thì người sẽ bị ốm đau và gầy yếu. Tuy nhiên, phong trào hiến máu cứu người đã dần phát triển ở xã này. Đến nay, tại đây đã có những nơi như là thôn Quảng Đài 2, có khoảng 250 gia đình, thì hơn 60 gia đình đã đều đặn tham gia hiến máu. Thôn Thanh Vân có 15 gia đình thường xuyên cho máu. Thưa quý vị, liên quan đến vụ giết chủ nợ phi tang sát, người chồng đã lãnh án tử hình, còn người vợ thì lãnh án chung thân. Vào ngày 29 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hùng Dũng, 49 tuổi, cùng vợ là Lê Thị Phương Oanh, 50 tuổi, giết người và cướp của chủ nợ. Phiên tòa xét xử lưu động tại chung cư C2, đường Dương Văn Nga, phường Nại Niên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dũng đã bị tuyên án tử hình về tội giết người, 6 năm tù, trộm cướp tài sản, tổng hình phạt chung là tử hình. Oanh lãnh hình thức tù chung thân, tội giết người, 5 năm tù, tội cướp tài sản, tổng hình phạt là chung thân. Theo cáo trạng, thì Dũng và Oanh vay nợ bà Văn Thị Thanh Nga, 56 tuổi, ngụ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 170 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt trong nhà. Do mất khả năng chi trả, tối ngày 19 tháng 6, Dũng nói giết bà Nga để giải thoát nợ. Vợ là Oanh không can ngăn mà còn hỏi giết bằng cách nào. Cả hai đã thống nhất siết cổ bà Nga để bà Nga không thể kêu la. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Dũng và Oanh là tàn độc. Dũng đã có tiền án, Oanh không can ngăn, chồng mà còn giúp sức, quyết liệt, giết chết bị hại. Các bị cáo phạm nhiều tội cùng lúc, vừa giết người vừa cướp tài sản. Đây là vụ án nghiêm trọng, gây chấn động dư luận, nên cần bản án nghiêm khắc để răn đe. Người Sài Gòn đã không còn lạ lẫm với việc ngập đường và kẹt xe sau các cơn mưa lớn. Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn kéo dài chiều ngày 29 tháng 9, thì nhiều tuyến đường ở Sài Gòn đã bị ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn. Các tuyến đường như là cây Trâm ở quận Gò Vấp, đường Chu Văn An, cây Điệp ở quận Bình Thạnh,
cùng với các tuyến đường xung quanh phi trường Tân Sơn Nhất ở quận Tân Bình ngập không lối thoát. Việc ngập nặng đã khiến cho nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường và di chuyển khó khăn. Tuyến đường Trường Sơn từ phi trường Tân Sơn Nhất đến vòng xoay Lăng Cha Cả ở quận Tân Bình đã ngập nặng sau mưa lớn và tình trạng kẹt xe cũng đã xảy ra. Việc này đã trở nên quá quen thuộc với người dân Sài Gòn trong những năm gần đây, khi mà việc xây dựng không quan tâm đến hạ tầng cơ sở diễn ra một cách ồ ạt, trong khi hệ thống thoát nước kém và hệ thống chống ngập vẫn chưa xây dựng xong. Thưa quý vị, trong khi đó thì chi cả 100 tỷ đồng để giảm độ dốc cây cầu Phạm Văn Chí ở Sài Gòn. Vào ngày 29 tháng 9, thì ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải Cộng sản Việt Nam đã cho biết khu 1 đang tiến hành khởi công cải tạo dốc cầu Phạm Văn Chí quận 6 để giảm kẹt xe và tai nạn giao thông. Theo ông Ninh, thì dốc cầu Phạm Văn Chí phía đường Nguyễn Văn Luông, phường 10, quận 6 hiện có độ dốc lớn khoảng 10%. Phương tiện lên xuống cầu thường bị trượt bánh. Nền đường sẽ được sửa chữa để giảm độ cao của dốc cầu xuống khoảng 4%. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 104 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Lâm, 52 tuổi, ở quận 6 đã cho biết, hai cây cầu ở Phạm Văn Chí có độ dốc lớn, nên thỉnh thoảng xe máy và xe hơi khi vừa độ dốc thì gặp đèn tín hiệu giao thông phải thắng gấp, xe bị trượt bánh, dẫn đến va chạm. Nhiều trường hợp khi xuống dốc cầu, xe leo tới trước, xảy ra va chạm. Rất may mọi người chỉ bị thương nhẹ. Câu hỏi mọi người đang đặt ra là, không biết kiến trúc sư nào đưa ra bản vẽ và ai là người chấp thuận cho xây? Giờ đây phải tốn thêm 100 tỷ đồng trong khi cây cầu đã xuống cấp. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam thành đỉnh tỉnh của ngày hôm nay. Duy Khang và Thị Nhung chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.